Dạ, đứng không được đâu nhiều. Nhưng mà anh làm nghề gì? Em ở nhà thôi. Ở nhà thôi mà hay đầu gối đau vậy đó. Dạ, thì hai năm trước đi bác sĩ này về xương khớp đó, thì họ có chụp hình, thì họ nói ở trong đầu gối nó có chút xíu nước, nhưng mà sau đó họ thử nói nhiều lắm, và chuyển cho bác sĩ về bệnh viện đó, khớp Roma luôn đó, thì người ta vẫn chưa chẳng có khẳng định được mà cứ đau xung quanh đây. Đúng rồi. Quanh hai cái bài bảo thì mỗi lần anh coi để đau được đâu lắm hay là để con không được con à, để gì đau không để mà đi đứng thì đỡ đau hơn, đứng kia một chỗ thì đau nhiều. Vậy thôi. Dạ thôi. Không chịu đau. Lâu cái bộ khóc xương như vậy mà lâu lâu mới nói là. À, rồi, ok. Rồi nó mới đầu nó khớp khó, rồi sau nó sẽ lần lần hết mấy cái khớp. Tại vì đó là cái dấu hiệu thoáng qua hết của cái khớp xương của mình thôi. Cái tuổi thì tới bắt đầu lớn thì nó phải vậy. Và nếu mà không vậy sao mình chết được. Do đó là yên tâm, nó thì nó vậy. Nhưng mà ở đây mình có cái phương pháp trường đá đó, thì rất là hay. Mình sẽ trường đi, thì trường đi là không cần trường để tiếp vô đầu gối đâu. À, mà chỉ cần trường vô cái gan này thôi, thì khi mà máu huyết của nó lưu thông được thì biết cho đó là nó sẽ ổn định. À, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chịu khó giảm gót chân buổi sáng, nãy có đây. À, khi mình giảm gót rồi giảm đau thì mình ngồi giảm, chứ mình không đứng giảm. À, rồi sau đó là đừng bắt cùng ba phải trường đá nha, tại vì cái ma mạch nó không lưu được là nó bị cái hiện tượng đó. Và khi mà nó trường xong thì nó hết thì cái điều quan trọng đó là gì, là chút xíu ông sẽ chữa như hôm qua mình đã chữa khớp gối, và chữa khớp gối xong là chịu khó mà nó ép chuyên quay cho những cái khớp thì chắc chắn một điều là chị này sẽ ổn liền trong lúc để mình làm. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.